bỏ bỏ vô. Làm gì đó. Nào là không 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 có đi chợ đen mà phiếu không à. Gì vậy? Cơm chay. Chiều cũng khoát nữa gì mà. Chiều cũng khoát anh Trung. Có. Sẵn. Bây giờ coi cơm hàng có rồi. Một canh một kho. Ở đây là cái bếp cơm từ thiện của chùa Thánh Đức. Thánh Đức. Khánh Đức. Dạ. Còn đây là mấy chị mấy cô là tới phụ với bếp thường xuyên để có những bữa cơm chay cho bệnh nhân nghèo. Dạ. Cái bếp cơm này năm nay thành lập được năm nay nữa là 11 năm. Nói chung là cũng nhờ sự của rất nhiều mạnh thường quân. Dạ. Xa gần từ cái gạo rồi tiền thực phẩm, nói chung là được rất nhiều sự hỗ trợ, cho nên tới giờ này bếp cơm được cũng ổn định. Đây cũng như là nhờ, nếu mà không có sự đóng góp của các bạn mấy cô đây thì bếp cơm sẽ không được trọn vẹn, sẽ không có được những bữa cơm chay thấm đượm tình cảm để cho bà con nghèo. Mà cũng nói chung thì để mà được cái bếp càng ngày càng ổn định hoàn thiện hơn thì cũng mong được sự đóng góp hỗ trợ của tất cả các mạnh thường quân Sài Gòn. Buổi sáng với buổi chiều sẽ cái thực đơn sẽ thay đổi. Buổi sáng thường thường là nấu canh chua. Yeah. Buổi chiều thì là canh ngọt. Vậy mà nấu vậy là hai một nguyên ngày luôn. Nguyên ngày. Dạ. Sáng thì nấu canh chua, thường thường là sẽ có ba món canh, món kho, món xào. Nhưng mà buổi sáng với buổi chiều thì sẽ đổi món. Và hầu như là mỗi ngày thì thay đổi thực đơn. Dạ. Và mình sẽ dẫn các bạn đi tham quan mấy chị, mấy cô sẽ làm những món ăn chay. Xin chào cả nhà. Xin chào. Dạ. Mấy cái này rồi. Hết mấy cái. Dạ, cái xin chào cô. Cho tươi lên nha. Dạ. Ôi chứ từ sau gì lắm hả? Ai cũng đẹp hết. Dạ. Chuyện này vui vẻ lắm. Người đi Mỹ đấy ba cái. Được đi Mỹ. Ba cái đâu. Này chắc Mỹ thôi quá. Ba cái đi. Ba cái đi ba. Nấu canh gì hả Phượng? Nấu canh chua à? Canh chua đậu. Còn bánh xung qua xung quả là xào. Xào. Cố gắng nhận động. Yeah. Tại ban đầu, cái thời gian đầu thì bếp chỉ nấu được có một ngày. Một ngày rồi đồng lòng thì được bà con tin tưởng hỗ trợ thì tới giờ này thì bếp nấu một tháng được 6 ngày, như là một ngày cho cơm ở trại tâm thần Bến Tre là 7. À, có lên tại tâm thần Bến Tre nữa anh. Cái nồi canh chua này, cái nồi canh chua thần thánh luôn á. Khổng lồ. Thiên Mỹ rồi. Vậy luôn rồi. Hai mà nấu giờ canh chua này quá trời đầy thôi chứ hả? Còn quá. Không, hai mới nấu lại mà. Chưa, để hồi đi, hồi mọi người làm người chị cô.
Trời ơi. Có nguyên cọc chè mòn lấy ra. Không, cái đó hồi thử ai á. Rồi bây giờ tới đậu bắp. Đậu bắp cái này là muốn cái cà chua. Bảo đảm là cái nồi nó tràn trề luôn chứ không còn đường về là nó giác mí rồi nè. Tràn lên. Bây giờ tới rau muống. Còn qua bên đây là bãi Phượng quốc lượt hai chảo. Hai đổ rồi muốn bà hai chảo dữ quá dữ quá dữ quá em hết rồi chị ơi nha. Đó, gọi lại đi thì tự qua tự lại đi dữ bà ba đây chị con nó phiêu phiêu quá tên chứ ở dưới nãy không à dưới còn nước không ừ. Nghe rồi, em nghe đó là còn một gỗ nữa rồi vậy. Mà cho ngọt lắm nè. Rồi, canh chua đã chín rồi các bạn, giờ mình sẽ múc lên. Giờ không còn múc giá nữa mà chỉ có múc bằng ca. Quá trời luôn. Em hỏi chị sao múc giá nổi. Chị thấy cái son quá tờ luôn không? Trời, khoảng thì bao nhiêu người dưới không? Họ nhiều lắm, mấy trăm. Hôm nay là phải tô lắm nha. Dạ. Mình bỏ vậy để cho nó không đi dai hả chị? Dạ, nó đâu có dai. Đó, đồ xào mình xào xong rồi đó một món. Do bàn tay của Phượng xào đó. Trời ơi, quá trời ơi Phượng ơi. Lấy gì còn không? Còn cái đỏ xanh vậy. Quá trời màu này giống bảy ngũ sắc quá. Đủ bảy sắc. Bảy sắc rồi. Đó, cho đều. Ủa, bãi Phượng ăn về hồi sao bãi Phượng lên máy ăn được nữa, đi xuống bếp thử cái nào cũng thử dưới rồi no rồi. Cái này bãi Phượng có nhiệm vụ là thử vậy đó. Mình bỏ rau vô cô để chưa không? Không vậy. Được rồi. Được được 2 triệu 50 ngàn. 2 triệu 2, 50. Cái này có 2 triệu 2. Nhìn này, cái này mất có 50 ngàn phải không? Ừ. Vậy là năm nay gom không chính xác rồi. Này cũng ít lòng nhiều nữa nè. Nói chứ khi vậy cái khác. Khi giờ cho họ cơm. Qua Tết rồi hết tiền rồi. Chơi hết tiền rồi. Mất nhiều hay nhiều. Được rồi. Nhiều cho nhiều mà. Nhưng có Phượng xuống Phượng sớm được rồi. Phượng đang nghỉ à? Mỗi lần lễ đó Phượng nghỉ không Phượng? À, mấy ngày này nghỉ. Nghỉ được năm nữa. Được 3 mùa hả? Được 3 ngày. 3 ngày phải không? À. 3 ngày đó là đi xuống đây à. Dì hai làm việc ở bệnh viện á, bác sĩ. Ờ, dì hai bác sĩ hả? Ừ. Rồi giờ dì hai mới cắt ở đây để làm một món mình làm biết ăn từ thiện. Ừ. Rồi mình dì hai tự xin đó, dì xin Mạnh Thường Quân hả? Xin ở chùa thì xin kè bạn quen thân. Dạ. Rồi giờ đã xuống cắt. Mọi cần đóng có góp rồi nó xuống cắt rồi. Dạ. Rồi tính sửa sang rồi ha dì hai? Mỗi tháng cũng nhiều tiền đó nên dì hai có tiền. Một tháng cho mười mấy triệu là nấu ăn á. Yeah. Từ gạo ra là 12 triệu, 13 triệu tiền ăn á, 6 ngày á. Vậy là Mạnh Thường Quân cho mấy bao gạo này mỗi người cho góp góp hay sao vậy? Ta tự là hảo tâm à. Dạ. Ta thấy gì nấu cơm nhiều, ta tẩy rồi ta đi, ta thấy ta cho cái phần không có ai đóng góp á. Gia đình ta dễ. Dạ. Đến cây, đến cây. Sao lưng ra thì cắt vô trong rồi đừng ra ngoài nha. Vô trong á. Ừ, để rửa rồi. Trời ơi, hai thanh niên này Vinh có một bao rồi, còn chú này thì mình đem một bao nè. Thấy chưa? Em thấy thế nào? Mấy bao anh? Không biết, mấy bao này, 8 bao. 8 bao hả? Dạ.
là này của một người hai mấy người gì anh? Dạ. Qua chị đi, chị đóng cửa đi. Thật tự cái chị đóng cửa cái người ta nói về chiều thầy ngoài cửa á. Mình ơi vô. Cái từ sáng gọi điện không? Ai cho gì ngồi gì ghi á? Dạ. À, vô đây không có rồi, họ không chịu để ngoài mà họ đem ra nhà vậy. Sao mình phải trả gì đây nữa? Điện giờ không muốn xe trả ra. Dạ. Vậy mình được 8 bao trong tháng này. 3 bao nè. Là 11 bao. Đâu từ tới tháng 6 bao là từ đây tới tháng 7 chứ có cho nữa. Dạ. 6 năm 3 tuần 6 tháng. 36 hoặc 44 triệu cho bao mới đủ tới tới đầu tháng 7. Tháng 7 mình. Rồi. Mấy tháng sau ra ra rồi có thiếu gì mua mà nó cũng hết. Cứ tháng nào cũng 6 bao vậy hả? Vì là con thấy tường mình gặp mình giờ nó bị xuống quá. Xuống tiêu quá là hở nước ngập lên tay luôn. Cứ bổ hai chân cứ bổ. Hai lỗ cũng đổ cái chút xíu thôi. Vì mưa nước ngập tới đây luôn hả? Vì hai. Ừ, hở nước ngập luôn luôn á. Ngập mấy ba ướt gạo quá trời của vì hai bị hết. Hết chứ còn có mấy bao cái gì kia cho mấy người thiệt nghèo mà phụ á, vì cho người ta hết hết luôn. Không còn. Giá đi còn hai bao nữa. Con của ông Ngọc ở Hương Nhượng á. Ờ sao ông chạy xe vô đây luôn rồi nơi rồi đó cực không? Người ta không chạy. Sao cái xe vô kinh cực chứ? Không được như vậy. Dạ trời đất ơi, nè để ở đây gì hè bà đi. Cô hai cái phần này là tên Định với tên Bùi Cẩm Sưng. Bùi Cẩm Sưng á? Dạ. Rồi. Hai người phải không? Dạ. Dạ, để cô hai đi. Rồi, con nghỉ rồi Định. Dạ, được rồi, con vậy con xin phép về được chưa cô? Được rồi, cô để con hai. Dạ. Ghi ông miếng nước về anh. Dạ, được. Nhưng không có một tháng, như gì là 6 ngày. Rồi cái đội cái Hương Nhượng hỏi nấu sao 2 ngày vậy á. Châu Hòa hỏi nấu 2 ngày rồi. Lương Hòa hỏi nấu 2 ngày vậy á. Về tập kết ở điểm mình. Chứ rồi vậy á. Tập kết điểm mình để người ta mượn để chỗ nấu. Ta đâu có điểm nấu thì người ta mượn của mình. Mình lo hết vậy á, lo đồ. Phạm chỉ khổ có cái là sau khi cái lâu đài đổi thêm gì không cho nữa là hư son nồi này chê riết thì sắm không nổi. Đồ đạc hư quá trời, không ai phụ sửa, hư là ta không có phụ với mình. Trời ơi. Mình phụ là một mình sao biết gì chịu không nổi luôn á. Son nồi vậy cũng mắc lắm hà. Son nồi chén bát còn bị kinh thùng lắm hả là họ không có phụ với mình. Chỉ mượn địa điểm nấu thôi. Còn củi của mình luôn hả? Củi của mình là họ sau này chị nói của ai nấy ra chứ chị không cho nấu chung gì không lo nổi. Mua nó mắc cái màu luôn. Con nó mua mét mà. Không có người phụ chấp vô á. Dạ. Đây thì lớn tuổi một lần làm nổi mà làm hết nổi không biết 70 tuổi còn nữa. Ơi, hai nay 70 tuổi hả? Ừ. Giờ gì hai phát thẻ hay gì? Phát thẻ. Nay được bao nhiêu thẻ chị hai? Nay chị sợ mà không biết phát được nhiêu à? Còn tại vậy á. Dạ, hồi anh lấy đi phát hả? Không, hồi nãy anh đi vô. Anh đi dạo vô phải không? Không phải. Thanh. Không ngồi, không Thanh, không đi phát. Minh Trung, kêu Minh Trung vô dùng đi. Tội nghiệp anh bà ông. Nhớ tới. Chú vô cái ăn bún riêu chú. Thôi, dạ. Mặt nhớ cảm ơn chú. Thôi, từ nào giờ đó. Đi bắt phiếu phải không? Đi bắt phiếu có em này đi theo với Minh Trung nha. Dạ hả? Quay phim hoa lúa hả? Ừ. Quay tôi nhiều nhiễm chút nha.
Xin chào các bạn, giờ anh Minh Trung sẽ đi phát phiếu để cho những người đó là mình từ thiện đúng không anh? Từ thiện bên bệnh viện Bình Trơn. Dạ, rồi bây giờ mình sẽ đi, anh Trung sẽ đi phát phiếu nha các bạn. Phát phiếu. Đó, những tấm phiếu này là mỗi người một vé hay sao anh? Mỗi người một vé. Dạ. Giờ là mình nay được bao nhiêu vé anh? Bây giờ lát mình phát xong mình mới biết số lượng. Dạ. Mới đi à, chưa biết số lượng. Dạ, rồi các bạn hãy theo chân anh Minh Trung sẽ đi phát phiếu nha các bạn. Bệnh nhân Lê Thị Thơ 1958 ở nhà. Bệnh nhân Dương Thị Thanh 1955 mới vô. Hôm nay trống rỗng giường hết trơn rồi. Dạ. Ủa chị đâu bên này à? Bốn phiếu đi, bốn phiếu bà kia sát bên kia muộn rồi, bốn phiếu họ cũng qua tới bển à? Hả? Nó mấy giờ? 10:30. Mười rưỡi. Chạy. Cơm chay đi, cơm đi bà con ơi. 10:30 nha. Chạy ơi. Mời bên đây ai cơm chay nha. Rồi bên đây ăn cơm không? Cắt cơm cả. Mặt vô hồi nãy kia tôi mới nhắc từ cái cơm trái đi. Cơm trái bà ngon ơi. À, đi với cái gỗ quay phim vậy hả? À, đây. Còn ai nữa không? Cho gì đắng chị thiếu nữa. À, 10:30 nha, 10:30 lãnh cơm bà con. Đem đồ món theo nha. Đem quần lên đeo lắm. Còn kéo rồi bác sĩ. Bác sĩ. Không, cái này không có bác sĩ. Thiếu nữa. Bây giờ chơi. Cho ba phiếu nữa coi. Đưa đây. Con chơi đi. Cho cũng đi. 10:30. Dạ cảm ơn. Có. Thấy không? Dạ có. 10:30. Ở chỗ nào cô? Dạ ở bên sau bên hông. Minh Trung, anh Minh Trung đi đi đường nào xuống, đi đường bên kia xuống không? Đi cái này, cái này nè. Đi ngã từ sau, đi ngã chỗ nơi nhà lại. Để đi chưa giáp. Đi trả đó lại đây nè. Ba con trai con xin. Con trai đi. 10:30 cô. Anh đứng hơi trò chị. Con trai. 10:30 con đi xin. Đem đồ mên thôi nha bà. Có người thân. Bác đi nhìn bạn. Dạ. Có nha. Bữa nay có mới rồi mà. Dạ. Mới đi. Rồi 10:30 nha. Chiều cũng có nữa nghe vậy. Cơm chay đi. Bữa nay chiều. Cơm nhúng. Rồi. Chú. Rồi. Rồi giờ mình đi xuống với cô. Dạ. 10:30 nha mấy cô mấy chú. Mấy ông. Đang tập việc mấy chị liệu. Dạ. Mình đi vô cái mặt Thanh Nhi. Cảm ơn Thanh Nhi. Dạ. 10:30 cho xin phép. Dạ. 10:30 lạnh nha. Dạ. Hai không có người ta. Còn dư được bao nhiêu phiếu anh Tung? À, hôm nay cũng như đi phát bệnh nhân về bớt này có được có 100 phiếu. Lúc trước cũng 120, 130 á. Dạ. Cái này Tết thì cũng như người ta về ăn Tết rồi thì cũng mừng nè. Đây chúng ta sẽ chia ra nồi cơm. Cơm Thanh, hồi sáng mới bưng lấy cái này nó sập xuống rồi chứ Thanh. Mới để lên cái. Rồi đợi chấm hàng rồi. Cái cơm mayo hồi sao nữa. Hồi mua ha. Hồi đây này đem cơm rồi. Ôi giờ xới cơm lên đẹp quá. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Giờ mình còn gì ăn nấy nha. Rồi chúc cả nhà ngon miệng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.